Chào các bạn, mình là Việt đây. Mình sẽ cho các bạn cách giải bước thứ 3 của Rules Method. Nó có tên là CMLL. Thì cái bộ CMLL này á, là nó sẽ có tác dụng, đó chính là vừa lật góc và hoán góc cùng một lúc. Trong video này á, mình có nói là cơ bản, nhưng mình không có phải làm theo kiểu cơ bản của cơ bản, vì nó khá là nhiều bước và rất là lâu. Tại vì muốn theo kiểu cơ bản cao cấp lận, có nghĩa là dành cho những bạn nào mà đang mới bắt đầu tập chơi Rules Method, hoặc là những bạn từ phương pháp khác chuyển qua Rules Method cho vui thì cũng có thể xem được. Và đây là công thức lật góc. Trường hợp 1 là chợp chữ H. Ở trước mặt sẽ có hai góc màu vàng và ở phía sau cũng sẽ có hai góc màu vàng này. Trường hợp 2, ở bên trái sẽ có hai góc màu vàng. Ở trước mặt sẽ có một góc màu vàng và ở đằng sau cũng sẽ có một góc màu vàng như thế này. Trường hợp 3, ở bên trái sẽ có hai góc màu vàng và ở bên phải thì hai góc màu vàng này nó đúng luôn rồi. Trường hợp 4, hai góc ở bên trái, một góc có màu vàng ở trước mặt, một góc có màu vàng ở đằng sau và hai góc bên phải thì nó đúng hết rồi. Trường hợp 5, có một góc đã đúng ở bên trái và ba góc cần lật thì nó sẽ có ba góc màu vàng này luôn luôn nằm ở bên phải. Nhìn hướng nào cũng là bên phải hết. Bên phải này, bên phải và bên phải. Trường hợp 6, một góc đã lật nằm bên trái và ba góc cần lật này nó sẽ luôn luôn nằm ở bên tay trái. Bên tay trái này, bên tay trái này và bên tay trái này. Thì công thức này nó ngược lại công thức vừa rồi thôi. Trường hợp 7, ở trên mặt U sẽ có hai góc màu vàng nằm chéo. Một góc bên trái ở trước mặt sẽ có màu vàng. Một góc đằng sau bên phải này thì mặt màu vàng nó sẽ nằm ở bên tay phải. Đó là 7 trường hợp lật góc. Nếu như các bạn học hết 7 trường hợp thì cũng được. Còn các bạn muốn rút gọn công thức thì cũng sẽ có thôi. Đầu tiên đó chính là về số lượng. Các bạn nhìn vô công thức chữ U này, cái cụm R, U, R phải U phẩy nó chỉ có một lần thôi. Nếu như các bạn làm cái cụm này 2 lần thì nó sẽ ra trường hợp chữ P. Và nếu như các bạn làm 3 lần thì nó sẽ ra trường hợp chữ H. Vậy là các bạn chỉ cần học một công thức chữ U và làm 2 lần hoặc là 3 lần tương ứng với lại trường hợp chữ P hoặc là trường hợp chữ H thì 3 công thức chỉ còn lại một công thức thôi. Tiếp theo là công thức đối trước sau. Nó chính là chữ sun và anti sun. Các bạn nhìn công thức thì cái chữ đối với nhau là kiểu như là một chữ mà nó không có dấu phẩy, thì cái phần đối của nó sẽ có dấu phẩy, và cái nào mà có dấu phẩy thì nó sẽ không có dấu phẩy. Hiểu đơn giản là đằng trước làm như thế nào thì đằng sau làm y chang vậy thôi. Công thức ngược nhau, đó chính là chữ T và chữ L. Nếu như các bạn gặp trường hợp chữ T, các bạn làm xuôi công thức chữ T thì xong. Còn nếu như các bạn gặp trường hợp chữ L thì các bạn chỉ cần làm ngược lại công thức của trường hợp chữ T thì nó sẽ xong. Ở trường hợp chữ L này á, thì mình cho các bạn công thức này, nhưng mình sẽ cho thêm các bạn một công thức nữa, đó chính là công thức số 2. Thì các bạn có thể dùng một trong hai công thức này đều được, nhưng mà mình khuyên là các bạn nên học công thức thứ 2. Tại vì ở đây mình đưa ra công thức thứ nhất là để muốn cho các bạn rút gọn công thức giữa chữ T và chữ L thôi. Nhưng mà công thức thứ hai thì nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết cái phần hoán góc một trường hợp thôi. Sẵn vậy thì tới phần hoán góc. Khi mà các bạn lật góc xong thì hoán góc nó chỉ có hai trường hợp thôi. Đó chính là hoán hai góc kề và hoán hai góc chéo. Đối với hai góc kề thì các bạn sẽ luôn luôn để hai góc đúng nằm bên tay trái. Còn hai góc chéo thì để như thế nào cũng được. Có lẽ là mình sẽ nói hai góc chéo trước nha. Công thức hai góc chéo là kết hợp giữa hai công thức lật góc chữ L và chữ T. Đó là lý do tại sao mình nói các bạn học công thức thứ hai của trường hợp chữ L, rồi sau đó các bạn kết hợp với lại trường hợp chữ T thì nó sẽ ra trường hợp hoán hai góc chéo. Hoán hai góc kề, mình sẽ để công thức ở đây.
Thực ra thì nó có rất nhiều công thức, các bạn chọn công thức nào mà nó có tác dụng là hoán hai góc nằm kề nhau đều xài được. Nhưng mà công thức này là công thức phổ biến nhất và hiện nay vẫn có nhiều người dùng nhất, nên mình chọn công thức này. Nếu như các bạn học công thức này cũng được, nhưng mà ở đây thì mình sẽ cho các bạn cách làm tay luôn. Bạn sẽ cần xem và làm qua vài lần thì các bạn sẽ thuộc liền luôn, chứ không cần phải học lầu lầu công thức này. Đầu tiên là các bạn sẽ nhớ là để hai góc đúng này ở bên tay trái nha. Tiếp theo đưa cặp đằng trước bên phải này lên như thế này. Các bạn nhìn xuống đây, nhìn góc này, nó đang ở vị trí này đúng không? Các bạn sẽ đưa nó qua vị trí này, vị trí này và vị trí này. Có nghĩa là đang từ dưới đây đưa qua bên phải, đưa lên trên và đưa qua bên trái. Mình nói như vậy thì các bạn sẽ dùng các tầng để có thể đưa nó lên các vị trí đó. Ví dụ ở đây mình muốn qua đây thì như thế này, từ đây lên đây, rồi từ đây qua đây. Tiếp theo là các bạn sẽ đưa phần cắn này xuống. Đây là điểm rất là quan trọng nha. Nếu như các bạn không đưa cái này xuống thì coi như là không được gì cả. Nên màu trắng nó đã qua đây rồi thì đưa màu trắng này xuống. Hồi nãy là các bạn đi từ dưới đây qua đây, lên đây và qua đây. Thì bây giờ các bạn sẽ đi ngược lại, từ đây qua đây, qua đây và xuống lại đây. Lúc đầu các bạn đã đưa cặp này lên rồi thì các bạn sẽ xoay tầng bên phải, đến khi nó có màu trắng thì các bạn sẽ trả cái cặp này về. Vậy là xong. Và trên đây là CMLL cơ bản. Thì cái này á, nó sẽ dành cho những bạn mới tiếp cận Rules Method hoặc là những bạn chơi cho vui thôi. Còn để thay thế được cái bước mà CMLL á, thì này các bạn nên dừng ở cái phần lật góc thôi. Còn lại thì các bạn sẽ dùng một bộ công thức để vừa hoán góc và vừa xử lý cạnh sai luôn. Cái này thì mình sẽ không nói nhiều trong video này, nhưng mà mình sẽ cố gắng ra video sớm về cái phần đó. Nói chung thì nó cũng có lợi mà cũng có hại đấy.